Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để lọc những cái từ thô tục trong cái group Telegram. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì tôi xin nói qua, đây là cái kênh channel của tôi trong cái danh sách phát là thủ thuật Telegram, thì nó có rất nhiều những video liên quan đến Telegram. Trước khi quý vị đặt câu hỏi thì quý vị có thể tìm kiếm những cái video trước đây tôi đã chia sẻ đó, bởi vì có thể có những video mà có nhiều câu hỏi quá tôi sẽ không thể trả lời hết được. Rồi bây giờ tôi sẽ vào Telegram. Quý vị cùng theo dõi video. Thì có rất nhiều câu hỏi cũng như là rất nhiều quý vị đặt câu hỏi nên tôi không thể trả lời hết được, nên tôi sẽ làm cái video này. Đây là một cái group mà tôi đã tạo rồi, cũng như tôi đã thêm cái chatbot râu vào group rồi. Quý vị ai chưa biết thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi bây giờ cái lệnh để mà chặn những cái từ chat trong group, những cái từ mà thô tục hoặc là chửi bậy, bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái lệnh gạch sược này, blacklist. Gửi. Đó, thì tôi kiểm tra xem là có cái ngôn từ nào đã bị chặn chưa. Thì nó trả lời như thế này là chưa có cái từ ngữ nào bị chặn. Rồi bây giờ tôi sẽ mở một cái lệnh để chặn những cái từ thô tục chửi bậy trong cái group của quý vị. Tôi sẽ sử dụng một cái lệnh gạch sược này. Gạch sược add này, blacklist. Blacklist cách ra đó, quý vị phải đánh thật chính xác. Ví dụ tôi muốn chặn một cái từ là con chó chẳng hạn. Đó. Rồi, sau đó tôi sẽ cách ra. Tôi sẽ cho chị bot râu này trả lời một cái tin nhắn là xin hãy lịch sự. Đó. Thì quý vị hình dung này, cái từ này, từ con chó, bất cứ ai mà chat trong group có cái từ ngữ này thì chị bot râu sẽ gửi cho họ một cái lời nhắn là xin hãy lịch sự đó, và cái từ này sẽ bị chị bot râu tự động xóa khỏi cái nhóm, xóa khỏi trong nhóm. Ok, tôi sẽ gửi đó. Có từ con này, từ con nhé. Tiếp theo có một cái lệnh nữa, cái lệnh nữa là quý vị muốn sử dụng nhiều từ thì đây, gạch sược này, add blacklist cách ra. Ví dụ tôi cấm cái từ này chẳng hạn, xx. À, từ bây giờ tôi sẽ mở một cái móc này, x là sách này, đóng vào này, cách ra này, thêm một từ nữa này, lại mở cái ngoặc là chó này, lại cách ra này, mở ngoặc
đôi này, từ đó lại cách ra, vân vân. Và quý vị cứ như vậy, quý vị có thể thêm rất nhiều những cái từ mà quý vị cấm họ chat trong cái group y như thế này. Rồi, và tôi sẽ đặt một cái nội dung, chị bố đầu sẽ trả lời. Xin đừng chửi bậy. Ok, chọn gửi. Đó, quý vị lưu ý, có thể chị bố đầu sẽ không nhận biết được cái ngôn ngữ có dấu bằng tiếng Việt, nên họ chỉ nhận được những cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh không có dấu. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại xem là ở đây có hai từ này, con này và từ sách này. Đây, tôi lại sử dụng cái từ blacklist. Blacklist. Rồi. Đó. Thì chị đâu sẽ thông báo là hai cái từ này đang trong cái danh sách bị chặn. Bất cứ ai mà chat trong group mà có những cái từ này, bot đầu sẽ tự động xóa và trả lời một cái tin nhắn xin hãy lịch sự. Bây giờ còn một vấn đề nữa, trường hợp quý vị muốn mở khóa để cho họ chat tự do, xóa hai cái từ này đi, thì bây giờ tôi lại sử dụng cái lệnh này, gạch chéo này, unblack, blacklist, unblacklist, gửi. Đó, hoặc một cái từ này, unblacklist, cách ra, mở ngoặc kép, con, cách tiếp, mở ngoặc kép, sách, gửi. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Blacklist, gửi. Rồi, chưa được, tôi phải unblacklist lại. Unblacklist, cách ra này. Con chó, sách, gửi. Rồi, có thể cái này tôi sẽ soạn nó sai. Đây, vì chị bút đâu, chị không phân biệt được cái tiếng Việt có dấu, nên là bây giờ tôi chưa unblacklist được. Nhưng đại khái quý vị cứ làm y như vậy. Unblack. Hoặc là dùng cái lệnh drama black, blacklist, cách ra. Tôi sẽ thao tác lại. Unblacklist, cách ra này. Unblacklist, cách ra. Con chó,
rồi nó không nhận được. Đó. Ok. Bây giờ còn một cái từ con này này. Thì quý vị cứ sử dụng cái lệnh unblacklist thì nó sẽ xóa được cái lệnh mà quý vị mới thêm vào, như cái từ search này này, tôi đã unblacklist được rồi. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu như thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng tiếc một like, một share và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.